đi Đà Lạt hai ngày tốn gần hai chục được uống cà phê chó mèo chơi dinh bích ngoại đời thị ngắm view nhà đèn xe lửa ở xóm lẹo ăn lẩu gà lá é người Đà Lạt hay ăn mua dâu không bị làm người dân người ta chỉ nếu mà ngay cái thời điểm này cách đây năm trước đi Đà Lạt không có tốn kém giữ thần gì đâu vé máy bay thì hãng nào bây giờ cũng lên gấp đôi hết bây giờ cho mọi người đặt trước cỡ nào cũng vậy hết. rồi tới đây chưa đi đã xui rồi nè sen đá bị trùng họ tên với người bị cắm bay đợi kiểm tra an ninh nó lâu quá nghe đó cũng là cái lý do người ta kêu mình chết in trước một tiếng hồ á bây giờ sẵn cùi không sợ lỡ vô trong sân bay kêu hai tô phở 500 trăm ngàn tôi đâu có biết tưởng đâu kêu tô đầy đủ nên cũng nhỏ nhỏ như tôi bình thường cái tô phở nó bự bằng cái mình sen đá vậy đó nếu mà cái lượt ăn có hai đứa tôi ăn tô không hết chứ đừng nói hai tô này nói chung là cái tô phở bự nhiều thịt có gà có bò viên nhưng mà con cái không có ngon mình gán ăn còn nhiêu đây còn sen đá bỏ lại ăn đóng ăn xong ngồi đợi một chút thì giờ hai đứa cũng được lên máy bay được cái việt nam airlines không có delay nếu mà so với hãng khác thì giá vé nó cũng vậy à tại vì mình được 23 ký hành lý ký gửi lại 12 ký hành lý sách tay làm hồ sơ thủ tục thì lâu chứ bay tầm khoảng hai phút là hạ cánh cái quận đi không là hai người tốn 3 triệu mấy tiền máy bay chưa tính tiền xe từ cần thơ lên sài gòn nha lên tới đà lạt tầm khoảng 6 giờ mấy chiều kiếm đại một cái khách sạn gần chợ ở nè phòng đơn ba trăm mấy phòng đôi năm trăm mấy gì á. rồi tắm rửa ăn cái đi ăn đồ nướng ở trong quán nướng mùa thu cái quán này biết lâu cũng mới ghé lại đó cách cái chợ đêm đà lạt tầm bảy tám cây số gì đó được cái ở đây nó yên tĩnh thoáng mát giá cũng hợp lý đồ ăn theo khẩu vị của mình thì nó ngon mình sen đá thì kêu cái combo nướng có thịt có cá có gà tùm lum hết trơn chưa tới năm trăm ăn xong giờ ngủ thì bữa sau hai đứa mình mướn cái xe máy tự mình chạy tới những địa điểm mình muốn đi rồi mọi người đi đà lạt mọi người hay chơi cái máng trượt cầu vòng đúng không không bữa nay chúng xem đá đi chơi cái khác chạy vô cái đường qua dạng thành rồi đi xuống suối vàng thì mình sẽ tới với cái cao nguyên qua đà lạt vô cổng như là chơi trò chơi là hai trăm gửi bây giờ mình mới vô cổng rồi cái chỗ chơi chính ở trong này là ở đây nè trong này thì ai thích chụp hình vô thì đẹp đó còn tủ sen đá vô đây chơi cái này dinh bích ngoài đời thiệt nè cái xe nó có thắng nên mọi người an tâm an toàn được cho cái nó mình có thể quay phim giống vậy chơi xong này mình qua mình chơi cái xích đu là hết rồi đó cái xích đu này chơi cũng bình thường không có sợ lắm nha bước xuống nhỉ nhỉ chút xíu trong quần à cuộc đời mà cứ trải nghiệm đi sống có số vô đây mà anh hướng dẫn anh hài nhưng mà kệ cứ chơi nha đơn giản hai trò chơi với ngắm cảnh là mình xong hai trăm gửi bây giờ tới trưa mình sẽ đi ăn trưa cái quán này quán này thì ít cười biết nhưng mà đồ ăn thì nó ngon cái quán tên hơi lùm xùm cá nướng cơm lam gà nướng tây bắc nằm ở đèo mimosa phường mừ mừ lần như một lần nào mình xem đá đà lạt cũng ăn quán này hết mình kêu nửa con gà hai ống cơm la một dĩa nai nướng với lại một tô canh tổng hết là không tới 500 trăm ngàn á. ăn ở đây mà muốn đợi không có lâu thì nhớ đặt trước ăn xong hai đứa về tắm rửa thay đồ và uống cà phê chó nằm ở bên 25 lăm khê xanh yên tâm là mấy bé ở trong đây rất là hiền chứ lại quấn khách dữ lắm khách vô là tụi nó dành nhau mà tiếp á mọi người cái phí vô bao gồm nước là trăm ngàn người đối với mấy bạn sinh viên thì giá hơi cứng nước uống ở trong này thì uống được thôi mình với sen đá thích động vật thì bình thường nha còn mấy bạn nào vô chỉ nựng nựng nó thôi á thì chắc chắn sẽ chê là cái mùi hôi nhưng mà bù lại tụi nó dễ thương dữ lắm ở trong đây yên lành không chịu sen đá rồi đi vô cái quán cà phê trong gừng trong bọc vậy nè cái đường dốc cao khó đi ai ta lấy yếu là Tôi thua quán này nhìn mộc mạc dễ thương giá nước tầm khoảng bốn năm chục ngàn ly á chủ yếu vô đây kêu tôi chụp hình chứ không có gì hết trơn á mà bực cái là chụp cỡ nào cũng chê mọi người thấy thất cự không không có người nào xấu chỉ có người không biết mình xấu là tôi á chứ sen đá của tôi là dễ thương nha coi tới đây mà ai nói đà lạt chán thì thôi tôi thua luôn quá trời quán đẹp quá trời nhiều trò chơi mà rồi bây giờ hai đứa tiếp tục đang cơm chiều 55 mươi một người ở quán hồi nớ địa chỉ quên này ăn xong giờ tắm rửa thay đồ bây giờ uống cà phê tiếp chung với sen đá đang có mặt tại xóm lèo á mọi người ở đây nó có một cái quán cà phê rất là đẹp mình uống ở đó thì có thể ngắm nhà đèn với lại xe lửa luôn nước thì tầm khoảng bốn năm ly à giờ đi đẹp nhất ở đây là buổi chiều rồi vô đây không ngồi đòi nước hai đứa nhìn nhau cự là sao trời nước uống trong quán này ngon cái nào ngon tôi nó ngon cái nào dở tôi nó dở mọi người thông cảm nha đây là tất cả các quán sen đá tự tìm tự chọn. Sự lựa chọn của sen đá là chính xác nhất, chính xác tuyệt đối là chọn tôi đó. Mê quá trời luôn. Mê cái cách hai đứa tôi thương nhau. Mọi người tạo cái cái nồi phải có cái nắp, giống như tôi phải có sen đá gì đó. Nghe hơi muốn ói nhưng mà đúng. Uống cà phê xong tới chiều tối, ăn cái quán lẩu gà lá é này nè. Nằm ở trên đường 3 tháng 2 nha. Cái quán này người dân hay ăn. cái lẩu về 200 gử, vịt tàu hủ kỳ thì ba chục. Hai người ăn kêu cái lẩu 200 gử là vừa đó. Lẩu gà lá é là không phải đặc sản của Đà Lạt mà là của Phú Yên, nhưng mà tại không khí Đà Lạt nó lạnh ăn ngon. Xong xuôi giờ chỉ mọi người chỗ mua dâu chỗ này là cái chỗ bán dâu đàng hoàng một ký trăm gửi trăm tám tùy mình sẽ được lựa từng trái từng trái cô bán này được nhiêu năm rồi cô, cô tuổi sen đá mua 3 ký quên thông báo với mọi người nhiệt độ ở đà lạt buổi tối thì tầm 16 tới 18 độ còn buổi sáng thì hơi nóng nha tầm khoảng 29 30 độ á vậy là xong xuôi cho chuyến đi lần này của hai đứa mình bay về sài gòn đang về cần thơ thôi